còn 16 lọ bổ thận cố tinh. Đây là đợt thuốc của mẹ, vừa rồi em làm 10 lọ và đây là gọi là những cái lọ cuối cùng của phòng khám chuyên khoa học của Truyền thống Hà Nội. Giá đang là 900.000, giảm còn 300.000 và miễn phí ship. Các anh chị nghe rõ nhé. Và hết đợt này thì nó phải rơi khoảng độ 3 đến 4 tuần nữa thì mới có hàng, vì là thảo dược thì đang đặt ở một số những cái địa điểm, đặc biệt là có cả những cái vị rất tốt thì đưa từ Trung Quốc về và nó lên rất cao, nó cao đến mức độ là chắc chắn sẽ không bao giờ còn cái giá 300.000, em nói trước nhé. Thế thì cái chất lượng của nó như nào, công dụng của nó như nào thì bổ thận, tráng dương, sinh tinh, bổ huyết, hỗ trợ điều trị liệt dương, rồi thì điều trị ù tai, đau lưng, mỏi gối, đặc biệt là các cháu bé quay tay nát người ra mà bây giờ lo lắng sợ sệt, uể oải tâm lý lo, rồi thì lạnh chân lạnh tay thì nó siêu tốt. Các anh chị lấy thì nhắn tin rõ một lọ tên, hai là địa chỉ và ba là số điện thoại và mở ngoặc số lượng. Nhắn nhanh nhất thì lên số điện thoại của em thì hoặc là trên ZL hoặc là ở trên TikTok đều ok. Xin chào.